Con trai không bao giờ nhớ mẹ, con trai không tâm sự với cha, con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mẩu giày nó thích vừa mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca, nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó băng hà. Gọi là con trai cưng, chưa từng tự mình đứng vững bằng hai chân. Gọi là con trai cưng, quan tài ông bà không biết để ai bưng. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Mini Google Blast. Ok, rất là lâu rồi mình mới làm một video nữa về Test Map. Và hôm nay mình sẽ làm thử thách vừa parkour vừa hát các bạn nha. Ok, thì trước khi vào video này, nếu như các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký và nhớ bấm vào cái chuông bên cạnh để đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như nhận được thông báo mới nhất về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Và nếu như video này mà đạt đủ trên 1000 like thì mình sẽ làm thêm video vừa parkour vừa hát mới nha. Ok, thì nói chung là mình mới mua mic mới nên là mình mới dám tự tin làm video này đấy. Chính ngày trước là cái mic của mình cùi quá, với cả là mình hát không hay, mình chả dám hát đâu, thề luôn. Thì ok, thì mình đã nói rồi, mình không phải là ca sĩ và mình hát không hay. Chính vì vậy nên nếu như mà bạn nào mà gọi là đặt tiêu chí ca sĩ lên thì các bạn có thể tắt video nha. Vì mình hát không hay đâu, mình không phải là ca sĩ các bạn nha. Cho nên mong các bạn đừng chửi mình khi mình hát không hay các bạn. Ok, và map này là map tên là thoát khỏi xưởng của bạn Promini, có số ID là 30565968. Nếu như bạn nào thích video của bạn, nếu như bạn nào thích map này thì đừng quên tải map này trên xưởng mini về để ủng hộ cho bạn này nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hát thôi và cùng nhảy nào. Thì bài đầu tiên của chúng ta sẽ là bài mang tên là Con trai cưng của B-Ray và ai đó là mình cũng đều nhớ nữa, mình quên mất tên của người thứ hai rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Con trai cưng. Lần trước mình đã từng hát bài này nhưng mà mình bị các bạn chửi là hát dở quá, cho nên là lần này mình sẽ phục thù các bạn ạ. Ok, thì nói chung là các bạn đừng quên để lại cho mình một like nha, nếu như các bạn thật sự muốn mình làm thêm các video khác về vừa parkour vừa hát các bạn nha. Con trai cưng của mẹ thích ăn diện lấy le, bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ chơi hết đời tuổi trẻ, hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba bảo tố về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ, con trai không tâm sự với cha, con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mẩu giày nó thích vừa mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca, nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó băng hà. Gọi là con trai cưng, chưa từng tự mình đứng vững bằng hai chân. Gọi là con trai cưng, quan tài ông bà không biết để ai bưng. Gạt đè mịt con trai cưng khắp mọi nơi mà chẳng có ai nhận. Thằng sanh ra là con của giám đốc, cũng có thằng ông bà già làm nai lưng. Con trai thích làm đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu, thích thể hiện để giữ cái thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu, rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà. Coi mấy thằng bạn mày đó có đứng ra để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện, trong khi mày nằm viện bà già mày trả tiền. Đủ lớn để làm thì phải đủ lớn để hiểu, đủ lớn để học thì phải đủ lớn để hiểu, đủ sức chia tay ra xin tiền thì phải đủ tự trọng không dùng tiền đó mua sĩ diện. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành cái sở thú. Để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng không bao giờ đủ. Con trai cưng của mẹ thích ăn diện lấy le, bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ chơi hết đời tuổi trẻ, hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba bảo tố về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Ok các bạn ơi, các bạn thấy sao? Ok chưa?
Ok thì nói chung là mình hát chắc là không hay đâu, nhưng mà nói chung là mình hát để giải trí cho các bạn vậy thôi. Và các bạn biết đấy, vừa nhảy vừa hát khó lắm các bạn ạ. Nên nếu như các bạn nào thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like luôn nha. Ok, và mình xin giới thiệu một tí là giải đấu thiên hạ đệ nhất toàn năng hiện tại đang diễn ra vòng cuối cùng. Vòng sắp tới sẽ là vòng Bill. Ấy chết, đây là bài Hồng Nhan đấy, bài này bản quyền chết. Ok thì nói chung là vòng đấu thiên hạ đệ nhất toàn năng đang diễn ra vòng cuối cùng, đó là vòng Building. Sẽ diễn ra trên Nimo TV có số ID là 6411144, cũng như là ID của Phong Cận này, Mr. Vịt này, Timmy và Siro, và tất nhiên là cả mình nữa. Thì nếu như bạn nào muốn theo dõi giải đấu đấy có thể lên trên Nimo TV nha. Link Nimo TV mình sẽ để dưới đầu ở phần mô tả, phần comment. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như bạn nào mà theo dõi thì đừng quên bấm vào để xem nha. Mỗi tối mình sẽ live trên Nimo TV vào lúc từ 7:30 cho đến tầm 9:30. Tất nhiên là những ngày có giải nó sẽ hơi đặc biệt một tí, nhưng mà nói chung là đều là những ngày tầm đấy các bạn ạ. Ok thì rất là cảm ơn những bạn nào đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để giúp cho mình có tiền mua được mic này, giúp mình mua được máy tính mới này, và giúp mình gọi là có được tiền dùng để làm rất nhiều là nhiều việc khác. Và dàn máy tính hiện tại mình đang chơi đây là dàn máy tính mới và nhảy rất là tốt. Và mình rất là cảm ơn các bạn vì đã giúp cho mình có được cái dàn máy này. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều đấy. Và cũng rất lâu rồi mình nói ngồi tâm sự với các bạn thật sự một điều như thế này. Và mình dùng giọng thật luôn, chứ mình không có dùng giọng chỉnh nữa. Nên là có thể là các bạn sẽ thấy hơi kỳ lạ. Nhưng mà nếu như mà bạn nào thân thuộc với mình, chắc là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là bình thường thôi. Ok, nói chung là mình chỉ muốn cảm ơn các bạn vậy thôi. Và chắc là các bạn cũng biết là mình quý các bạn như thế nào rồi. Và đậu xanh nhà nó mình bấm nhầm dây chuyển nên mình bị rớt lại rồi các bạn ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo nha. Thì bài tiếp theo mình sẽ hát bài Ai Chờ Ai. Nhưng mà mình nhắc trước nha, bài này mình không thuộc lời, cho nên là có thể là mình sẽ không hát được bài này đâu các bạn ạ. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà gọi là thấy mà hát dở thì các bạn thông cảm cho mình nha. Ok, mình qua nốt cái chỗ này đã, đậu xanh nhà nó nãy mình qua rồi mà tự dưng mình bấm nhầm giấy dịch chuyển. Thế là coi như là mình rớt mịa lại luôn. Vãi cả trưởng mất cả một đoạn ạ. Step này nó lại dài vãi trưởng ra chứ nó có ngắn gì đâu. Ôi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bật bài gọi là Ai Chờ Ai các bạn nha. Mình sẽ hát hai bài thôi. Đây bây giờ Ai Chờ Ai này. Ai Chờ Ai karaoke. Ok, mình sẽ hát này. Bài này thì beat hơi to nên có lẽ mình sẽ hạ âm nhạc xuống một tí. Ok, bài này hát rất là nhanh đấy. Mình không thuộc lời bài này. Đoạn nào không thuộc lời chắc mình im thôi. Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không, đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong. Nắng kéo mây về, gió kéo đông về, buồn người thương kéo tôi về ngày yêu. Đêm qua mơ thấy rô quay về, ôm choàng nhau ấm áp xuân qua. Thức giấc môi cười ôi là mơ thôi, buồn tôi ơi khi nào mày vơi. Rô cứ đi, đi tìm ruby ấy, tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ. Nhắn gió mây gửi đến rô đôi lời, sợi tờ duyên đứt đi rồi con ơi lại được không. Em chẳng thể nắm được duyên tình mặc dù luôn muốn rô cho riêng mình. Em chẳng thể giữ rô lại đây mặc dù cô đơn vẫn cứ luôn bùa vây. Em biết trước hai ta sẽ xa nhau, thêm lâu rồi niềm sau sẽ thêm sâu. Nhưng nếu ta xa nhau thì con tim này ai khâu. Em biết thời gian rồi vẫn qua, thanh xuân cả hai rồi sẽ qua. Nhưng có những thứ cay chẳng thể xóa. Anh tồn tại trong em là giấc mơ. Em đã tìm được anh trong nỗi nhớ. Nhưng anh sống với hiện thực tình yêu còn đó chẳng kết thúc như giấc mơ. Em đi qua như dòng chảy của dòng sông. Anh là phiến đá cũ tự hỏi em về không. Em đi qua dòng nước khác vẫn quanh anh, nhưng anh lại cảm thấy nó cô đơn vẫn bao quanh. Anh chẳng thể mua được thời gian, chẳng thể yêu ngày hôm qua. Câu chuyện giờ đã lật sang trang, kết chuyện là em nhìn Rô rời xa. Em cứ đi, đi tìm tình yêu mới. Rô đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ. Nhắn gió mây gửi đến ruby đôi lời, sợi tờ duyên đứt với Rô rồi con ơi lại được không. Bài này hát nhanh quá các bạn ạ, mình không hát được kịp. Từng giây phút ngày xưa đó, người có nhớ, 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 nhớ không? Khó hát quá các bạn ơi. Và đoạn cuối này cái nhạc beat nó còn bị sai đấy chứ.
làm sao để mình hát được cái đoạn cuối này đây. Ok, thì nói chung là mình không biết hát bài này. Mình khẳng định với các bạn là bài này mình chưa thuộc lời. Đấy. Nói chung là mình chưa thuộc lời và mình lại còn phải ngồi vừa nhìn lời vừa hát, vừa nhảy nên là hơi khó khăn cho mình một tí. Nên mong các bạn thông cảm cho mình nha. Ok, thì nói chung là mình đã kết thúc hai bài hát rồi. Nếu như bạn nào thấy bài nào hay hơn thì hãy comment cho mình biết nha. Và nếu như thấy cả hai bài không hay thì đừng quên để lại cho mình một like các bạn nha. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ có bài mới mình nhảy parkour cũng rất là dễ dàng. Và mình cũng chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình yêu tất cả các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù mình đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà chặng đường đi đến 100k sub nó cũng rất là dài. Và cuối cùng mình cũng đã sắp đạt 100k sub. Thì thôi được rồi, nói chung chặng đường nó dài quá nên mình cũng không có nói nhiều nữa. Và nó cũng không thể nào mà Cái map parkour này dẫu dài đến mấy cũng không thể nào mà dài bằng chặng đường chúng ta đã đi được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều đấy. Và thật sự luôn, mình yêu tất cả các bạn và mình yêu các bạn từ tận đáy lòng. Nếu như bạn nào muốn mình làm thêm các video về parkour cũng như là về nhiều bài hát nữa thì các bạn đừng quên comment cho mình phím 1, hoặc là các bạn có thể để lại một comment gì đấy bất kỳ để thể hiện cho mình biết là các bạn muốn mình làm tiếp video các bạn nha. Và đây chúng ta có Sido Official hàng fake này, lại còn biết sai tên luôn. Ok, thì nói chung là mình mua mic mới. Có thể là giọng mình hơi khác một tí, các bạn sẽ thấy hơi xa lạ, nhưng mà không sao đâu, mình vẫn là Hùng đây. Và tất nhiên rồi, mình vẫn là Hùng của các bạn và vẫn là bé thỏ. Mình có thể vẫn có dùng giọng bé thỏ được, nhưng mà tất nhiên là có lẽ là mình sẽ hạn chế dùng thôi. Vì thực ra là bây giờ chỉnh clone fit giọng mình còn không hay bằng giọng thật cơ. Mình nghĩ mình nên để giọng thật để các bạn biết được giọng thật mình như thế nào. Chứ không bây giờ các bạn lại cứ hỏi là giọng anh Hùng như thế nào vậy, thì mình rất là buồn đấy. Đấy, buồn lắm luôn ấy. Và cái bát này mình cũng đã nhảy một lần trên livestream rồi, cho nên là mình có thể nhảy luôn như thế đấy các bạn ạ. Bởi vì là tập trung vừa nhảy vừa hát thì nó sẽ mất rất là nhiều sức, và mình thường mình sẽ không tập trung được để mình nhảy. Cho nên là đó là lý do tại sao mà mình chơi một cái map nào đấy mà nó không quá khó. Thực ra cái map này cũng rất là khó rồi, nó cũng có được độ khó và nó cũng đẹp. Đó, cho nên là mình mới chọn đấy. Và nó vừa khó mà lại còn vừa dài này, rồi lại còn thích hợp để vừa nhảy vừa hát. Tuyệt vời thế còn gì nữa đúng không các bạn? Ok, nói chung là sao ta? Dạo này mình không hay làm video, tại vì thực ra là mình đang mải trí cho cái giải ở trên Nimo TV ấy mà. Với cả là cũng như là mình nâng cấp máy thì mình hơi lười một tí. Mình nâng cấp máy các bạn biết đấy, máy rất là mượt và mình rất là thích chơi game. Cho nên đó là lý do sao mình lười làm video. Nhưng mà sau cùng hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Và khi mà mình sửa máy ấy, thì mình mất rất là nhiều dữ liệu, nên là mình cũng mất tiêu mấy cái dữ liệu để mình edit video. Cho nên là cũng có một hai hôm mình lười edit, bởi vì là mình không biết là phải lấy mấy cái hiệu ứng ở đâu. Mình lại phải đi ngồi đao lại nên rất là mệt. Ngay cả mấy bài nhạc mình cũng phải đao lại các bạn ạ. Cho nên là đó là lý do sao mà mình không hay làm video. Và mình làm mấy cái video mình cắt trên livestream mình cũng không thèm edit luôn. Chứ không phải là tại mình lười đâu. Lười nó cũng chỉ chiếm 90% thôi. Còn cái kia nó chiếm 9%, còn một phần nữa đó là không biết làm video gì. Đấy, khổ thế cơ chứ. Ok, có vẻ như chúng ta sắp đến đích của map này rồi đấy các bạn ạ. À, thì nói chung là Ro thì đã đi tìm tình yêu mới, đó là Ruby rồi. Thì mình đành phải cô đơn ở đây một mình thôi. Và có vẻ như chúng ta đến đích rồi đấy. Đấy, nốt bậc thang này đây là đến đích rồi. Thì ok, thì có lẽ là video của mình này cũng kết thúc tại đây thôi. Nếu như bạn nào thích video của mình, đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký. Và nhớ bấm cái chuông bên cạnh đăng ký để hỗ trợ kênh của mình. Cũng như là thông báo với kênh của mình mới khi ra video mới nhất nha. Và ok, cho mình hỏi một câu nữa. Các bạn muốn mình để webcam hay là tắt webcam khi xem live video? Hay là làm video? Ok, còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc mọi người tốt lành. Nói nhiều quá thì mình bị hết hơi rồi. Nên là xíu ghê. Bye bye. Hey yo. Và mình là Thỏ đây.